nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, phàm phất khắp mười phương cũng dâng ngôi tam bảo, thề trọn đời giữ đạo theo tự tính làm lành cùng pháp giới, chúng sinh cầu Phật từ gia hộ. Tâm Bồ Đề kiên cố, chí tu học vững bền, xa bể khổ sông mê trong quay về bờ giác. Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma điều hòa bảy đời phụ
đựng cơm, những đồ vật quý bông thơm, thành tâm dọn tiệc lan bổn phân minh. Cùng gia tâm báo cầu kinh, chư tăng tỉnh giới giữ gìn nghiêm trang, cầu cho thi chủ trai đàn tâm hành thiện định vai văn chúc nguyện. Thành đề khổ ách hết nã liền, ngày rằm tháng bảy thành tiến về trời, nói gương hiếu thảo đời đời xót thương phụ mẫu hiện thành nuôi con. Nhài cơm cho bú hao mòn, ơn sâu nghĩa nặng thương con hết lòng. Trời cao đất rộng mênh mông, biển hồ lai láng xanh đồng Thái Sơn. Tu hành ba tứ trọng ân, độ đời ba cõi sạch trơn trọn lành. Mục liên đại hiếu tu hành, bao ơn phụ mẫu nên danh độ đời. Nam mô đà hiếu mục kiền liên bồ tát. Nam mô đại hiếu mục kiền liên bồ tát. Nam mô đại hiếu mục kiền liên bồ tát. Nam mô đại hiếu mục kiền liên bồ tát. Nam mô đại hiếu mục kiền liên bồ tát. Nam mô đại hiếu mục kiền liên bồ tát. Nam mô đại hiếu mục kiền liên bồ tát. Nam mô đại hiếu mục kiền liên bồ tát. Nam mô đại hiếu mục kiền liên bồ tát. Nam mô đại hiếu mục kiền liên bồ tát. Trời người đấng chí bi toàn vẹn, con về nương tựa pháp là giáo lý cao cả, giúp chuyện mê thoát khổ. Về nương tựa tâm chúng xuất gia thanh tịnh, sáu căn thường vắng lặng. Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng sinh, đều trọn thành Phật đạo.